3, 4, 5. Mẹ, có điện thoại kìa mẹ. Nè, con nghe giùm mẹ đi. Mẹ đang bận tay rồi. Dạ. Mẹ chơi với con đi. Ừ. Alo. Alo, bé Na hả con? Bà dạ, nội con nè. Chào bà nội. Sao, con khỏe không? Dạ khỏe, bà nội có khỏe không? Ừ, bà nội khỏe. Con đang chơi với cô Biên với lại cô Diệp á. Ủa, cô Diệp là ai? Cô là bạn của ba hay là của mẹ con? Dạ, cô đó là bạn của ba con. Mà ba con dẫn cô Diệp về đây cũng lâu lắm rồi. Với lại mẹ con buồn lắm. Ở nhà con hả? Dạ. Tại sao lại như vậy? Bé Na, đưa cho mẹ. À, mẹ ơi, không có gì đâu nha mẹ. Cô Diệp á, cổ là bạn của anh Đồng. Cổ đang bị bệnh, mà nhà chỉ có một mẹ một con. Chồng của cổ thì đang đi công tác, cho nên mới tới ở tạm nhà con vài bữa à mẹ. Mọi chuyện vẫn bình thường, mẹ đừng có lo lắng gì nha mẹ. Con đang bận nấu ăn, có gì con nói chuyện với mẹ sau nha. Dạ, con chào mẹ. Đi thôi mẹ. Mẹ dặn nè, từ bây giờ trở đi con đừng có nói với bà nội về chuyện cô Diệp với lại em Bin ở nhà mình nha. Nhớ nha con. Mẹ, bộ mẹ sợ là bà nội giận tại vì ba dắt bồ về nhà này hả? Con đừng có nói gì hết. Đi chơi đi. Dạ. Bác sĩ, con trai tôi sao rồi bác sĩ? Nó có tỉnh lại chưa? Bao giờ thì gia đình tôi mới được vô thăm hả bác sĩ? Bệnh nhân vẫn còn đang trong tình trạng nguy kịch. Cơn co giật đã ảnh hưởng đến não. Tạm thời chúng tôi phải theo dõi đặc biệt, cho nên hiện giờ người nhà không thể vào thăm được. Bên bệnh viện chúng tôi chưa thể nói trước được điều gì, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu bệnh nhân. Tội nghiệp cho con tôi quá mà. Trời ơi, sao ông nào đối xử bất công với con tôi quá vậy? Mong người nhà hãy bình tĩnh. Chúng tôi sẽ làm hết sức với khả năng của mình. Tôi xin phép. Chào mọi người. Bà ơi, con ngoan lắm bà con. Đừng có bố mẹ đi như con. Mẹ xin con tỉnh lại đi con ạ. Sẽ không bao giờ rời xa con nửa bước nữa bác à. Tính lại đi con. Mẹ, mẹ thương em. Tụi con cũng rất là thương em. Mẹ cứ khóc như vậy, tụi con nhìn thấy rất đau lòng. Anh, mà lúc anh về nhà thì Bân đã xảy ra chuyện gì chưa? Mà tại sao lại xảy ra như vậy? Lúc sáng em đi làm, Bân nó vẫn bình thường. Em đừng nói nữa được không hả? Lúc này em nói thì giải quyết được gì? Chuyện đáng như vậy rồi, đừng có nói nữa. Bây giờ con ra con mua cái gì đó cho cả nhà mình ăn nha. Mình phải giữ sức khỏe để còn chăm sóc cho em nữa nha mẹ. Được rồi, bây giờ em chở mẹ đi về đi nha. Chở mẹ đi ăn rồi đưa mẹ đi về. Anh ở đây lo cho. Đi về đi. Đi mẹ con mình về đi. Không, cho em không về nữa. Em nghĩ sao em về? Em ở lại đây, vợ phải ở với chồng. Mẹ, mình về đi mẹ. Không, mẹ không về đâu. Mẹ muốn ở đây để chờ em con tỉnh lại. Mẹ, ở đây đã có anh Khương với lại Thím Trâm rồi. Còn với mẹ ở lại đây cũng không giải quyết được gì hết. Bây giờ con đưa mẹ về rồi ăn uống gì đó, rồi mẹ nghỉ ngơi nha mẹ. Có gì anh Khương sẽ báo lại cho mẹ con mình mà. Đi đi mẹ. Đúng rồi, vợ con nói đúng đó. Thôi, em đưa mẹ về đi. Đi đi. Đi đi mẹ. Cô thấy hậu quả của cô chưa? Cô đúng là cái loại không ra gì mà. Em tôi bị như vậy, tất cả là do lỗi tại cô. Gặp được cô tưởng là phúc, quả ra lại là quả. Em tôi mà có mệnh hệ gì, cô sẽ không yên với tôi đâu.
chuyện ra cớ sự như vậy. Anh chỉ biết đổ lỗi cho người khác thôi, chứ không phải là do anh sao? Nếu như anh không dụ dỗ tôi, lừa dối cái gia đình anh, thì chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra hết. Cô, anh đánh đi, anh giết tôi chết luôn đi. Đề nghị anh chị giữ im lặng giùm cho. Alo, dạ, con nghe nè mẹ. Ở nhà đang có chuyện gì? Con nói thiệt cho mẹ biết đi. Dạ, không có gì đâu mẹ, vẫn bình thường mà. Nghe giọng của con là mẹ thấy không bình thường rồi. Con không được giấu mẹ. Có chuyện gì nói cho mẹ biết coi. Dạ, con đã nói không có gì mà mẹ. Con có thiệt là không có gì không? Dạ thiệt. Nghĩa là nhà con không có cái gì thay đổi hả? Dạ. Nghĩa là nhà con không có người nào khác ở trong nhà phải không? Không có người nào tới ở trong nhà của con đúng không? Ờ, dạ. Vụ này thì... Sao? À, thì có. Nhưng mà sao mày biết chuyện này vậy? Chuyện đó không quan trọng. Mà cô đó là ai? Dạ, cô là... À, là bạn của vợ con. Vậy sao mẹ nghe nói nó là bạn của con? Dạ không có đâu mẹ. Cứ cho là như vậy đi. Nhưng mà tại làm sao bạn của con Nhiên mà con Nhiên nó lại buồn? Hả? Con đang nói dối mẹ đúng không? Đúng không? Dạ. Con phải giải thích cho mẹ liền. Con Nhiên á thì lại nói cô đó là bạn của con. Còn con thì nói cô đó là bạn của con Nhiên. Vậy là như thế nào? Nó là bạn của ai? Nói. Dạ thì bạn của con. Bạn kiểu gì? Bạn kiểu gì mà con kêu cả hai mẹ con nó về nhà ở như là vợ chồng vậy hả? Bạn hay là bồ? Mẹ, chuyện này con không tiện nói qua điện thoại với mẹ đâu. Con quan hệ với người ta theo cái kiểu gì vậy? Con nói cho mẹ nghe coi. Nói. Mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi. Nếu không huyết áp của mẹ lại tăng nữa bây giờ đó. Chỉ là quan hệ trên mức bình thường một chút thôi. Ba Sào. Nè, không được hổn con. Mẹ, mẹ chú ý sức khỏe giùm con nha mẹ. Mẹ không cần quan tâm tới chuyện vợ chồng con đâu. Vợ chồng con lo được mà mẹ. Vậy thôi nha mẹ. Nè, Đồng, con nghe nè. Anh à, sao tự nhiên anh lại nói với mẹ như vậy? Anh có còn cách nào khác đâu. Nhận luôn cho rồi. Mà em nói cái gì với mẹ phải không? Sao anh có thể nghi ngờ em, trong khi em hết lòng với anh như vậy hả? Chứ hồi chiều em nói chuyện điện thoại với mẹ ở trong bếp, ai biết em nói gì ở trong đó? Anh tưởng em gì nhiệt tình, ai ngờ chỉ là có vỏ bọc thôi. Anh thật là quá đáng. Anh nói không đúng mẹ. À mẹ, mẹ, tại ba mà mẹ giận á. Ba có làm gì đâu mà mẹ giận, ba chỉ nói sự thật thôi mà. Ba không nói đúng sự thật, hồi nãy con nghe hết rồi. Nè, con nít không có được xen vào chuyện người lớn nghe chưa? Nhưng mà tại ba mà mẹ giận. Ba đã nói làm sao? Con nít không có được xen vào chuyện người lớn nghe chưa? Con giận ba luôn. Nè. Nè. Mẹ, mẹ đi đâu vậy? Mẹ. Tại ba mà mẹ giận á. Có chuyện gì vậy anh? Không có chuyện gì đâu. Không có chuyện gì, sao chị Nhiên lại bỏ đi? Anh không có nói gì sai hết á. Cô đi, cứ để cô đi đi. Khuya rồi, anh đi tìm chị về đi. Cô đi được thì về được, anh không có đi tìm đâu. Thôi được rồi, anh không đi tìm thì để em đi tìm. Thôi được rồi, để anh đi tìm được chưa? Chân cẳng như vậy làm sao đi đâu? Khổ quá.
Bác sĩ, bác sĩ à, bác sĩ, em tôi tỉnh lại chưa? Em tôi có sao không? Hiện tại thì chưa, nhưng mà anh có thể vào thăm em trai của anh được rồi đó. Cảm ơn bác sĩ nha. Không có gì. Dạ. Là lỗi tại anh. Anh đã hại em rồi. Vì anh mà em ra nông nổi vậy hả Bân? Anh là người anh xấu xa mà. Anh thật xấu xa, anh thật tội lỗi. Anh hại em rồi Bân à. Anh hại em rồi Bân. Em mà có mình hại gì, làm sao mà anh có mặt mũi nào mà nhìn mặt mọi người hả Bân? Bân, em hãy sống nha Bân. Tha lỗi cho anh nha Bân. Bân, 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 em sao vậy? Bân, em có sao không? Bác sĩ, bác sĩ à? Bên ngoài để cho chúng tôi kiểm tra. Cứu, cứu em tôi đi. Bình tĩnh ra ngoài đi. Bác sĩ, hãy cứu em tôi đi. Tôi làm việc mà. Bác sĩ à, Bân à, em phải sống. Anh ơi, em mà không sống, em sống gì chết đó Bân à. Anh làm ồn sẽ ảnh hưởng tới bệnh nhân đó. Anh có tội em mà Bân. Bân. Anh thấy hay là mình đi về đi, chứ có biết Nhiên ở đâu đâu mà tìm kiếm vậy hoài, thấy mất thời gian quá. Em thấy cũng ngộ thiệt đó. Anh lấy chị Nhiên cũng mười mấy năm rồi, vậy mà anh không biết lúc mà chị buồn chị đi đâu hả? Anh làm em bất ngờ quá đó. Nhưng mà mình cứ đi kiếm vậy hoài, biết đâu Nhiên đã về nhà rồi sao? Với lại bỏ hai đứa nhỏ ở nhà, anh thấy không có ổn đâu. Làm gì, mình đã gửi hàng xóm rồi, có gì mà không ổn. Mà nếu chị Nhiên có về á thì hàng xóm đã gọi báo cho anh biết rồi. Em không chịu về đâu, phải tìm cho bằng được chị Nhiên. Không thôi em không có ở nhà anh nữa đâu. Thôi thôi được rồi, bây giờ đi tìm cho bằng được Nhiên. Em yên tâm chưa? Ừ. Sao vậy? Không hiểu sao à, làm hoài mà không được. Nhục thiệt hết trời. Chắc là do anh làm việc nhiều quá chứ gì. Thôi được rồi, đừng có buồn. Vợ chồng mình sống với nhau cả đời, chứ đâu phải ba cái vụ này không đâu. Đừng lo, để em mua rượu bổ cho anh uống nhiều vô. Từ từ anh lấy lại sức khỏe hả nha. Em đúng là vợ số 1. Ở nhà với vợ công nhận sướng gì đâu á. Có cần anh thử cái nữa không? Dạ cho anh gửi. Dạ cảm ơn. Bà có sao không vậy? Bà đón taxi bà về nha. Nha. Chị Nhiên, tôi về trước á. Bà yên tâm, tôi không sao đâu. Ê, tôi không sao đâu, bà về trước không đi. Sao đúng không? Bà về đi, về đi. Về. Ừ. Có người đón bà rồi kìa. Anh lo cho Nhiên nha. Được rồi, được rồi, anh cảm ơn. Bà về đi, tôi không về đâu. Thôi mà Nhiên, để đi em về. Ra, tôi không về. Chị Nhiên. Đã, được rồi, coi chừng đó. Buông ra. Thôi mà, để anh đưa em về.
Tôi không về mà. Cứ chực té bây giờ nha. Buông ra. Từ từ. Trời ơi thiệt tình. Sao rồi hả? Em đập xuống đi. Anh có nói gì đụng chạm tới em đâu mà em làm vậy. Đây là lần đầu tiên anh thấy cổ sai như vậy. Không hiểu sao lại như vậy nữa. Anh thôi bớt càm ràm đi. Lỗi cũng là do hai đứa mình đó. Anh lại không biết lý do là gì sao? Bây giờ chủ yếu là phải lo cho chị Nhiên. Mà anh phải làm sao đây? Thôi được rồi, anh ra ngoài lấy cho em cái thau với lại cái khăn nữa, mang vô cho em. Nhanh lên đi. Đi qua bên nhà chị Hoài đón hai đứa nhỏ về đi. Để anh đi. Xin lỗi vì em mà chị khổ như vậy. Em cũng mệt mỏi lắm rồi, nhưng mà thật tình em rất là yêu anh Đông. Gì xảy ra ở nhà của con? Cô đó là ai vậy? Mà tại sao lại ở nhà của con? Hồi tối hôm qua thằng Đồng nó nói lanh quanh mà mày nghe không có rõ. Nó nói là trên mức bạn bè là như thế nào. Chuyện đó là sao hả con? Alo, con hả? Phải Nhiên đó không? Alo, hay là bé Na đang nghe máy vậy hả?